Trường này trường Paul School American Hà Nội. Các bạn có thể thấy được trường quốc tế. Đây là trường quốc tế. Bạn có thể thấy trường quốc tế. Khu nhà C, khuôn viên. Trường này ở An Khánh các bác nhá. Tôi đang bàn giao một số công cụ để cho bên đơn vị thi công họ bảo trì, bảo dưỡng cũng như là tôn tạo lại cái quang cảnh. Con máy trước chúng tôi bàn giao rồi. Trường này chắc ít học sinh ấy. Xa quá. Nó xa ấy. Thế nên đánh máy đây để chuyển chở mấy cái đồ này cùng giao con. Nó đang Tuấn chuyển con máy chưa? Máy này chạy ít nhờ, máy này mới chạy được 20 giờ. Máy này mới được 20 giờ thôi. Ngoài đấy. Kho em cần có ai đúng không? Con nào? Bên kia nhà mà để em ở đấy á. Không có một cái kho. Hôm trước cái con này bên hãng gọi điện hướng dẫn anh nhá. Đừng thay xăm nhá. Như ở hôm ở dưới Hải Phòng bọn em cắt, thế là nó bị thủng xăm, mấy ông ấy độ xăm vào, thế lốp nó lệch. Con này là lốp liền. Đúng rồi, tức là các ông độ xăng vào, thế là lệch lốp, thế là nó bị trượt hộp số đi luôn. Mà chạy được cũng có mấy giờ. Nhân viên nên hướng dẫn rồi. Vâng vâng. Nếu mà là cái một hôm cái ông giao máy thì những con máy vâng. Của mình là bây giờ em đánh về bên chỗ cái kho mà trước cửa mai em ở đấy thì mất tiền này đúng không? Mất việc hơn. Cái đấy là dầu à? Sau này bọn anh pha là phải cho cái nước đấy của em vào đúng không? Có chứ, bọn em cái chai này có hướng dẫn này anh này. Nó có hai nắp này. Tháo dao ra trước. Không có để dao đấy, nổ để tháo dao ra này. Đây em bảo em mang cái lưỡi thử hợp kim này cho anh cắt thử gì em cắt được không? Ừ, em thử đi, em làm đi. Nhưng mà cái này cắt thì nó không nguy hiểm. Nhưng mà quan trọng là mình lại phải đưa làm sao nó thẳng, nó lại phải hơi ngượng. Còn cái này là cào ấy, thử cào luôn. Thử cào đi, thử đi, em thử luôn đi. Tất cả thử đây. Em cứ thử đi, em cho đội anh em cứ thử đi. Đợt nó rớt ra thấy nhá. Đây là trường gì anh nhỉ? Trường Pau. Anh làm đây lâu rồi á? Vẫn chưa xong. Em chỉ thay cái lưỡi cào vào cho anh này nhé. Có sợ sữa bê tông không anh? À. Lia là sợ sữa bê tông không? Không, mày Lia là tao sợ mày sứt lưỡi của anh bê tông thì sao? Lưỡi thì cái đấy phải sứt lưỡi thì mới được. Nó không có cái căn để
Không anh. Cái này bản chất là nó cào cỏ ở nhiều sát mấy cái kiểu bê tông ấy. Mấy ông không biết toàn đi cào đá nên nhanh mòn à. Hay kêu. Anh thử. Anh chưa thử dùng cái này. Ga cho có đà đã. Ga lên cho có đà đã. Xong mình vào từ từ. Ê, tay này anh phải bóp chặt vào đây. Được không? Tay này bóp hẳn vào đây. Xong tay này mới bóp ga. Đây. Phải cào đây xong bắt đầu hoặc là mình đưa lưỡi tròn rồi cắt thì cũng ghê. Không, bây giờ phải cào ra đã, cào hết cái này ra đi, bỏ hết cái này đi. Xong rồi mình làm lại, không có gì cả, xong anh bỏ này dùng nó lán. Vì cái này nó cào ra nhưng nó sẽ không biết được bỏ hả? Đây, anh nhìn này, em tí rất mạnh này, có thể nó bung đất. Anh chỉ cào nó úp thẳng, nó theo nó sẽ theo chiều thẳng và móc móc ra thôi. Còn như nếu mà muốn cắt mà vẫn giữ dốc thì không được. Nếu thế này không được. Không, bây giờ theo anh như này nhá. Vâng, anh cái này để mình làm sạch cái này đi đã. Vâng. Bây giờ sạch cái này để cho mình dạy con. Những con xếp. Sao không cho cái đát vào? Cái này có gì đâu anh, giống nguyên rồi, không thể lắp đắp được. Cho cái đát vào thì nó sẽ hại không? Cứ thử đi anh. Chưa? Tài đi một tiêu một tàng luôn. Hả? À? Lấy như mỡ nhớt này. Cho tí vào trơn. Lấy một nắp rồi đổ một lắp ra. Cái dây này nó là kiểu ấy à? Cái đấy là luồn vào ổ cước này anh ạ. Để luồn vào đây. Cái dây nó kiểu này à? Cái này là cước gai phụt vụt nó mới bám này. À. Xước vụt nó bám. Cước pháp đi. Đấy, có nhớt tay lúc đi không cầm đi. Anh dùng xong thì anh phải ấy. Lau rồi à? Đúng rồi, vệ sinh không nó kẹt chứ. Để lâu gì.
giống như vệ sinh tông đơ bọn cắt tóc ấy. Cái này lưu ý là phải pha nhớt, không pha nhớt là hỏng máy luôn. Cái máy 2 kỳ tất. Ngồi xuống cạo là nhanh nhất. Được đường dài. Đẩy hẳn ở bên trong. Làm quen Vega nó vừa vừa là nó thoáng máy ngay mà anh. Hôm nào đặt quả chỉ anh ạ. Đặt quả cưa dây chỉ căng này đi bằng luôn. Đặt như mấy ông thợ xây ấy. Đặt em làm sướng mà quen tay là làm nhanh. Quen là mình làm nó thoáng máy thì nó nhanh với nó bền. Này nó phải ấy chứ đừng có ga. Phải bóp nhả chứ đừng ga liệt. Ga liệt thì nó hại máy. Ga liệt là tua nào nó lên cao gần như ở chạy hết hiệu suất thì nó sẽ không bền. Đúc vào đi.